Hello anh em, tiếp tục lên máy anh em ơi. Ngày xuất kho ra Bắc tiếp nha. 5018, con này em giao về Bắc Giang nha anh em. Máy vàng sới bãi Nhật. Máy vàng sới ưu đầu nha, 518. Con này xe đẹp nha. Này cho đi ra 998. Ủa chưa về hả? Chưa về hả? Ngủ với kia mà. À. Con này về Bắc Giang nha anh em, 518, máy ủi đầu vàng xới. Con này động cơ bơm số zin nha. Xe đẹp, khách vô trực tiếp xem máy. Máy móc thì kho còn nhiều lắm nha anh em. Anh em có quan tâm thì liên hệ em nha. Này được 3 cây nữa anh em, 2 cây 518 vô 1 cây 4,5. Bóc quá. À. 518 này là 29 nha anh em, về Bắc Giang. Phan Tấn nha, Phan Tấn còn nhiều lắm anh gọi ơi. À Phan Tấn nè, sơ sơ dòng Phan Tấn cho coi nè. Xe đẹp đẹp không à? Nè. Bên đây bên đó hai chiếc Phan Tấn nữa thấy không? Đó. Xe đẹp đẹp không nha. Nay em vào máy cài. 518 máy vàng sới nha anh em, về Bắc Giang. Con này kèm theo ủi đầu chính hãng luôn nha anh em. Vàng sới bãi Nhật. Vàng này vàng đĩa nha. Này được. Anh em được 3 đơn nha anh em. 2 đơn 518, 1 đơn 4,5-8. Con này hàng đẹp nha, động cơ quá bốc luôn anh em. Động cơ máy Thái lúc nào cũng bốc hơn nha. Phan Tấn thì còn nhiều lắm nha. Anh em mình có chơi Phan Tấn thì liên hệ. Con này xe đỉnh nhất nè. 2022 là động cơ Trung Quốc nha. Còn bên đây động cơ Kuta. Thùng ship hết. Máy thôi rất dễ xài anh em. Con này thì 518-50 mã lực nha anh em, dòng này thì rất dễ xài. Anh em xài đã chán chê, anh em quay đầu nó cũng không bao giờ nào lỗ nha. Đặc biệt là anh em mua ngoài Bắc, ở ngoài Bắc chạy không có xét nha anh em. Cho nên anh em mua Bắc chạy đã công việc nó cũng dễ ra hơn. Khách Bắc Giang nha anh em, 98. Về lại mới được. Lấy cho ngay lại qua đây nè. Cái chân dính cái ổi á. Rồi lên luôn đi. 518 về Bắc Giang nha anh em, máy ủi đầu vàng xới. 2019 con này còn khá là nét nha. Ngàn mấy giờ anh em. Đây con nữa nè anh em. Con này về Thái Bình nha. Này đời 2020 nha, xe đẹp nữa. 2020 xe đẹp luôn. Này cũng về Thái Bình nha anh em, chuẩn bị lên xe nè. Cũng kèm theo ủi đầu luôn ha. Bên đây hai con ủi đầu. Con này thì về Bắc Giang nha anh em, 98. Máy ủi đầu về xới. Ủi đầu chính hãng luôn nha, FD186F nè. Đó. Xe cũng còn khá là đèn nát nha anh em. Này được 2 đơn nữa nha. À, Bắc Giang nè. Này Thái Bình. Này cho anh trai ở ngoài Thái Bình nha.
Thái Bình này lên cuối cùng. Hai con Thái Bình là anh em, còn một con 4.5 Thái Bình nữa. 4.5 Thái Bình khách mua online. Còn con này khách vô trực tiếp nha. Con này thì kèm theo ủi đầu với dàn sới ha. Xe cũng còn khá là liền nha anh em. Và ủi dưỡng ngay sơn phết. Mấy cái này cũng có sơn phết dầm dầm vài chỗ nha. Mấy chỗ nào chày chần dầm lại. Đó anh em mình xa gần nhu cầu anh Tâm Máy liên hệ em nha. Bắt đô bộ qua hả? Không qua không được đâu. Bắt đô bộ qua dưới này. Này, con này Thái Bình nha anh em. Con này 2020 nha. 2020 vẫn đủ luôn. Quá đẹp. Đó, kèm theo ổ đầu luôn, chính hãng nữa nè. Anh em mình có nhu cầu quan tâm cầm tìm 518 liên hệ, 518 lúc nào cũng có cho anh em, xe Việt xe bãi gì có đủ hết. Giá nó cũng rất là vừa xài anh em, từ 200 trở lên là có rồi. Ha. Con này kèm theo cái dàn sới bãi Nhật. Dàn sới bãi Nhật thì em còn nhiều nha, khoảng tầm 15 triệu vàng à. Rồi, cảm ơn anh trai Bắc Giang đã vào trực tiếp cửa hàng xe máy nha anh em. Từ Bắc Giang tới Vĩnh Long mấy ngàn cây số, cả ngàn mấy gần 2.000 cây số mà vẫn đi vào xem trực tiếp nha. Quá trời cảm ơn mấy anh trai luôn. Anh em nào nếu mà xa xôi quá muốn mua online cứ kết nối video, gọi Zalo cho em ha. Còn nếu mà anh em đã xác định mua máy thì cứ vô trực tiếp thử máy, test máy ha, chạy đàng hoàng hết ok, bảo dưỡng lên xe về. Con này thì về Bắc Giang nha anh em. Rồi cảm ơn mấy anh khách nha. Chúc anh em buổi tối nhiều sức khỏe nha anh em. Cho quan tâm máy liên hệ. Rồi chào anh em nha.